Những năm gần đây, giáo dục đào tạo của thành phố Cẩm Phả đã có bước phát triển đột phá cả về lượng và chất. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, mạng lưới trường lớp được mở rộng đúng quy hoạch, cảnh quan sư phạm các trường ngày càng xanh sạch đẹp, chất lượng giáo dục phổ thông và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ được nâng cao. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa. Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phương pháp giáo dục mới tiên tiến được áp dụng, tổ chức thường xuyên, tạo hứng thú cho học sinh khi tới trường. Đây là ngày hội STEM do thầy và trò trường trung học cơ sở Suối Khoáng, thành phố Cẩm Phả tổ chức. Với chủ đề ngoại khóa ngày hội STEM, các môn tổ tự nhiên, ngày hội là dịp để học sinh trong trường có thêm những trải nghiệm học đi đôi với hành, phát triển ý tưởng sáng tạo, được làm quen với các hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học. Tham gia ngày hội từ kiến thức của các môn toán, lý, hóa, sinh, công nghệ. Học sinh trường trung học cơ sở Suối Khoáng đã tự tay tạo ra và thuyết trình các sản phẩm thân thuộc với người dân Việt Nam như mứt dừa, đèn kéo quân, quỳ tím, kẹo đắng, sâm cành, chiết cành hay rán chả nem, v.v. Ngày hội STEM cũng được các em học sinh nhà trường chuẩn bị rất kỳ công, tỉ mỉ với nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện đẹp mắt, được nhiều giáo viên, phụ huynh đánh giá cao. Xác định giáo dục STEM giúp học sinh phát triển toàn diện, tăng khả năng, kỹ năng về thực hành và ứng dụng. Nên bên cạnh việc tổ chức sân chơi ngày hội STEM, trường trung học cơ sở Suối Khoáng còn đưa hoạt động này vào giảng dạy tại trường với nhiều nội dung cụ thể thiết thực. 100% học sinh trong trường được học hoạt động trải nghiệm STEM với thời lượng 2 tiết một tháng. Nhờ đó, năm học 2020-2021, tham gia các kỳ thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố, trường trung học cơ sở Suối Khoáng đã giành 1 giải nhì, 1 giải ba, trường còn có 3 sản phẩm dự thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố tổ chức trong tháng 12 này. Theo em thì việc học tập theo phương pháp STEM rất là bổ ích và được nhiều bạn học sinh nhiệt tình ủng hộ, bởi đây như là một sân chơi để cho chúng em có thể thỏa sức sáng tạo, có thể áp dụng được những kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy từ trong sách vở và thực tế cuộc sống để có thể tạo nên những sản phẩm vô cùng hữu ích. Với những lợi ích như vậy thì em mong muốn rằng phương pháp STEM có thể được nhân rộng ở nhiều nơi hơn nữa để các bạn học sinh có thể tìm hiểu, học tập và phát triển toàn diện năng lực của bản thân. Chúng tôi xác định một trong các cái nhiệm vụ trọng tâm của năm học đó là giáo dục STEM. Và ngay từ đầu năm học thì chúng tôi đã chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên là xây dựng kế hoạch giáo dục ở từng môn, trong đó có cái nội dung giáo dục STEM. Và trong đó đặc biệt là các cái bộ môn đặc thù của giáo dục STEM như là toán, lý, hóa, sinh, công nghệ. Thì chúng tôi đã ngồi lại với nhau để cùng thống nhất cái nội dung và xây dựng một cái ngày hội STEM cấp trường để tạo một cái môi trường, một cái sân chơi cho học sinh được giao lưu, học hỏi cũng như là chia sẻ và trực tiếp là được tham gia các cái thao tác thực hành trên cái nền kiến thức mà học sinh đã được học ở các bộ môn khoa học tự nhiên. Đây là một giờ ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường tiểu học trung học cơ sở Cộng Hòa, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả. Mặc dù đã xế chiều, nhưng cô và trò nhà trường vẫn say sưa với những bài học để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhiều học sinh dù nhà xa cách trường gần chục cây số, nhưng được sự động viên của các thầy cô vẫn chịu khó đến trường học buổi 2 để ôn luyện học sinh giỏi. Để có được học sinh ôn học sinh giỏi thì tôi đã phải cho học sinh, đầu năm tôi đã cho học sinh làm một bài thi khảo sát. Cùng với đó là trong những tiết học đầu năm học thì tôi đã tìm ra được những học sinh có năng lực, có tố chất học môn lịch sử và đặc biệt là các em đó phải yêu thích và say mê môn lịch sử. Tiếp theo là tôi phải lập cho mình một kế hoạch dạy học một cách chi tiết và cụ thể. Là một trường nằm ở khu vực còn nhiều khó khăn của thành phố, nhưng 2 năm học gần đây, trường tiểu học trung học cơ sở Cộng Hòa đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt năm học 2020-2021, trong 16 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố, trường có 15 em đạt giải. Trong đó có 3 giải nhì, 9 giải ba, 3 giải khuyến khích. Hiện 12 học sinh của trường tiếp tục được tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đối với học sinh tiểu học, nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, quan tâm đến công tác giáo dục thể chất, đảm bảo sự phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tình cảm cho học sinh. Trường tiểu học và trung học cơ sở Cộng Hòa là một trường
nằm trong một trong ba xã miền núi của thành phố Cẩm Phả, và tỷ lệ học sinh người là con em người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Đấy là cũng một trong những khó khăn của nhà trường trong việc huy động trẻ đến trường. Nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu cố vượt lên khó khăn của các thầy các cô và tập thể ban lãnh đạo nhà trường, thì tỷ lệ huy động học sinh đến trường hiện nay của nhà trường là đạt 100% đối với cả hai cấp. Năm học 2020-2021, thành phố Cẩm Phả có 59 trường công lập từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, 85 điểm trường mầm non đến trung học cơ sở, với 41.735 học sinh, tăng 1.252 học sinh so với năm học trước. Số lớp ở các trường chỉ tăng 10 lớp do thành phố thực hiện bố trí dồn ghép các lớp để giảm áp lực thiếu giáo viên ở các nhà trường. Cùng với đó, thành phố hiện có 5 trường ngoài công lập, gồm 2 trường mầm non, 1 trường mầm non tiểu học, 2 trường trung học phổ thông. Ngoài ra, thành phố có 75 cơ sở mầm non tư thục. Để đáp ứng công tác dạy và học, thành phố Cẩm Phả thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, tích cực xây mới trường, phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, đảm bảo số phòng học phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Riêng năm học 2020, thành phố thực hiện 9 dự án đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa các hạng mục trường học và 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Năm học 2020-2021, thành phố đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các trường với tổng kinh phí trên 7,8 tỷ đồng. Các trường học của thành phố đều quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại đã được trang cấp. Đến nay, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở 4 cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông là 56 trường, đạt tỷ lệ 98,2%. Ngoài việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thành phố Cẩm Phả tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều trường đã chỉ đạo các thầy cô nâng cao hiệu quả trong mỗi giờ dạy, phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp, qua đó động viên khuyến khích các thầy cô giáo có những bài giảng hay, giờ học tốt. Mục tiêu của năm học 2020-2021 thì đặc biệt quan tâm của nhà trường năm nay đó là chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10. So với năm học 2019-2020 thì nhà trường cố gắng đặt chỉ tiêu là đứng thứ 3 thành phố về cái chất lượng thi tuyển sinh. Về chất lượng mũi nhọn thì cũng cố gắng là giữ vững cái top đầu của thành phố và đạt top đầu của học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Các nhà trường đều quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, chú trọng giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, pháp luật, thể chất, hướng nghiệp, đảm bảo sự phát triển toàn diện lành mạnh về sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tình cảm cho học sinh. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú cho học sinh cũng được thành phố quan tâm, đặc biệt là đối với các đơn vị cung cấp suất ăn đến các trường học. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các con trên địa bàn thành phố thì công ty chúng tôi là về an toàn vệ sinh thực phẩm là về các trang thiết bị được nhập khẩu theo đúng quy trình và chất lượng của kiểm định của nhà nước. Và các cái đội ngũ cán bộ công nhân được tập huấn thường xuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động xã hội hóa cũng được thành phố chú trọng. Giai đoạn 2014-2018, thành phố đã xã hội hóa giáo dục trên 28 tỷ đồng, mỗi năm huy động trên 7 tỷ đồng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hoạt động hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có một số trường tư thục hoạt động theo mô hình chất lượng cao. Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cẩm Phả luôn đón nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020-2021. Về cơ sở vật chất, các trường học ngày càng được đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giáo dục, các trường học được trang cấp các thiết bị tiên tiến. Về cơ sở vật chất, các nhà trường được xây dựng, đầu tư các phòng học mới, đầu tư thiết bị dạy học, thư viện chuẩn để đảm bảo nâng mức cơ sở vật chất cho trường chuẩn quốc gia trong năm học tới. Và đội ngũ giáo viên được thực hiện bồi dưỡng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới qua cái hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, thành phố Cẩm Phả vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về áp lực cơ sở vật chất, đội ngũ ở một số trường. Hiện tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở thiếu phòng học cho học sinh học 2 buổi một ngày.
Đây là một trong những lớp có sĩ số học sinh nhiều nhất trường tiểu học Phan Bộ Châu, thành phố Cẩm Phả với 38 em một lớp, vượt 3 em so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn phòng này được cải tạo từ phòng thư viện cũ. Số lượng học sinh đông dẫn tới việc tại phòng học này, trường không thể bố trí những em ngồi bàn học đầu cách bảng 2 mét theo đúng quy định. Do thiếu phòng học cho học sinh, nên trường tiểu học Phan Bộ Châu còn phải cải tạo văn phòng làm việc thành phòng học. Sau khi cải tạo cả thư viện, văn phòng làm phòng học, trường cũng chỉ có 19 phòng học cho 26 lớp. Hiện cũng chỉ có 10 lớp được học 2 buổi một ngày. Cái khó khăn lớn nhất của nhà trường là đang thiếu các phòng học. Hiện tại nhà trường chỉ có 17 phòng học, nên năm học 2020-2021, nhà trường đã phải sử dụng cả phòng thư viện và văn phòng nhà trường để làm phòng học cho học sinh. Với cái khó khăn như thế thì nhà trường cũng mong muốn đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm xây thêm các phòng học để mở rộng trường cho học sinh có đủ phòng học, đáp ứng được số phòng học cho học sinh học 2 buổi trên ngày tăng lên và đảm bảo được cái chương trình sách giáo khoa mới. Đầu năm học 2020-2021, toàn thành phố có 2.082 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, thiếu 274 người so với nhu cầu. Để đảm bảo ổn định tình hình dạy học, ngành giáo dục thành phố Cẩm Phả đã xây dựng nhiều giải pháp bố trí đội ngũ để khắc phục việc thiếu biên chế. Thực hiện việc dồn ghép lớp ở các trường tiểu học, trung học cơ sở để giảm áp lực thiếu giáo viên, điều chỉnh giao lại biên chế giữa các cấp học và giữa các trường để đảm bảo trong điều kiện biên chế chưa được giao bổ sung. Điều động giáo viên giữa các đơn vị để đảm bảo cân đối về số lượng giáo viên đứng lớp. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp nhận viên chức giáo viên từ các địa phương khác có nhu cầu về công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc thành phố Cẩm Phả đối với các đơn vị còn chỉ tiêu biên chế và theo vị trí việc làm đơn vị thiếu. Thời gian tới thì thành phố sẽ tập trung triển khai đề án phát triển giáo dục toàn diện thành phố Cẩm Phả đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Cái thứ nhất thì thành phố sẽ tập trung triển khai nâng cao đào tạo giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo luật giáo dục năm 2015 và phấn đấu đến năm 2025 thì tất cả giáo viên 100% đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Cái thứ hai là tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất để đạt được trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2025 thì thành phố Cẩm Phả 100% các trường thì đều được là trang bị các cái phòng học thông minh dành cho học sinh. Cùng với sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục Đào tạo Cẩm Phả sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và vận dụng những cơ chế chính sách mới để tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, có sự đột phá và những điểm mới. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sắp tới, thực thi những cơ chế chính sách mới, Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả cần phải có lộ trình chuẩn bị những điều kiện thiết yếu để đáp ứng nhanh chóng việc đổi mới, tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn và hiệu quả giáo dục đào tạo theo phương châm phát triển, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Thiết nghĩ rằng với những giải pháp căn cơ thiết thực, thành phố Cẩm Phả sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ học sinh, của xã hội, của nhân dân.